Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước, ở trong bài 54 thì chúng ta đã được học biết cái cách pha trộn các cái chùm sáng màu với nhau ha, để tạo được cái ánh sáng màu gì thì chúng ta đã làm rất là nhiều thí nghiệm để chúng ta có thể kết luận được rồi đúng không nào. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em ở cái bài 55, đó chính là màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu thì khi đó nó sẽ có cái màu sắc là gì ha. Thì ở đây người ta đưa ra một cái yêu cầu ha, một cái gợi mở cái đặt cái hệ thống câu hỏi như này. Bạn Hòa này, tại sao có khi ta thấy cùng một bộ phận bộ quần áo của người trên sân khấu lúc thì có màu này, lúc thì có màu khác? Bạn Bình, vì người ta thay đổi màu sắc của ánh sáng chiếu lên sân khấu. Bạn Hòa, tại sao lại như thế được nhỉ? Ha, thì các em thấy ca sĩ thì mặc bộ đồ thì nói chung nó hơi khác người một xíu à, nó không giống người bình thường đâu em. Nhưng mà em thấy trên sân khấu thì cái ánh sáng người ta chiếu rất là nhiều, nào màu đỏ, màu xanh, màu vàng à, vân vân à, ánh sáng trắng à. Thì khi đó là em thấy là cái bộ quần áo nó đúng là nó có sự thay đổi trên đó. Bây giờ tại sao như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần này em nha. Ta đi xem phần 1. Ta có phần 1 em. Rõ chưa nào? Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng. Ở lớp 7 ta đã biết khi có ánh sáng truyền từ vật vào mắt thì ta sẽ nhìn thấy vật. Cái này thì đã biết rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ đi sang câu C1 em nhé. Đặt các vật dưới ánh sáng trắng. Nếu thấy vật màu trắng, màu đỏ, màu lục thì ánh sáng màu truyền vào mắt, truyền từ vật vào mắt ta thì ánh sáng nào? Ta sẽ trả lời câu hỏi này trước. Thì đặt các vật dưới ánh sáng trắng, khi mà ta nhìn thấy vật có màu trắng này, màu đỏ này, đây trắng này, đỏ này, màu xanh lục thì ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta ha? Thì có ánh sáng màu nào từ truyền từ vật và mắt ta thì đã có ánh sáng gì em? Thì nó tương ứng là đã có ánh sáng trắng này, sáng đỏ và ánh sáng màu xanh lục, nó đã truyền các vật đó đến mắt ta đó. Thì em ghi này là thì đã có cái ánh sáng trắng này đó, ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh lục truyền từ các vật đó đến mắt ta. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở cái dấu cộng thứ hai. Nếu thấy vật màu đen thì sao? Khi mà người ta nhìn thấy cái vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt ta. Được chưa nào? Ta thấy được vật là vì có cái ánh sáng từ các cái vật bên cạnh đến mắt ta. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi hình thành là khi nhìn thấy vật màu đen đó nào, thì không có ánh sáng, nhớ nha, không có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt ta. Ok à, ta thấy được vật vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh đến mắt ta. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái câu C1. Ta đi tiếp tục em nhé. Các em muốn ghi chép thì bấm dừng lại nha. Được chưa? Ok. Ta có phần nhận xét, ta ghi thầy phần nhận xét này vào trong vở nha. Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta trừ vật màu đen. Các em nhớ nhé.
Ta gọi đó là màu của vật. Ok. Rồi. Ta đi sang phần 2. Đó chính là cái khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. Chúng ta đi làm thí nghiệm và quan sát. Đây kìa. Các em biết rằng là các vật màu mà ta nghiên cứu là các vật không tự phát sáng. Tuy nhiên, chúng có khả năng tán xạ, nghĩa là hắt lại theo mọi phương ha. Ánh sáng chiếu đến chúng. Hãy sử dụng hộp quan sát ánh sáng tán xạ của các vật màu ở cái hình 55.1 được em, cái hộp. Để quan sát màu của các vật màu đỏ, màu lục, màu đen trên nền trắng khi chiếu chúng bằng ánh sáng đỏ rồi ánh sáng xanh lục. Từ đó rút ra nhận xét về khả năng tán xạ ánh sáng màu của chúng. Ha. Thì cái phần thí nghiệm này thì sẽ được giáo viên thiết kế để các em có thể quan sát và có thể rút ra được cái nhận xét, ha, cái khả năng tán xạ ánh sáng màu của chúng. Ok, qua cái hộp này. Đó. Thì sau khi mà các em làm thí nghiệm xong, giáo viên cho em làm quan sát xong thì bây giờ chúng ta đi sang phần 2 để mà chúng ta nhận xét và trả lời câu C2 các em nhé. Ok. Ta đi sang phần 2 nhận xét, chúng ta trả lời câu C2 các em. Rút ra nhận xét về màu của các vật màu đỏ này, lục, đen, trắng khi chiếu chúng bằng ánh sáng đỏ. À. Thì dưới ánh sáng đỏ thì vật màu đỏ thì vẫn có màu gì em? Vẫn có màu đỏ. Được chưa nào? Vậy cái vật màu đỏ tán xạ tốt với ánh sáng đỏ, được chưa? Chúng ta kết luận đầu tiên. Bây giờ màu đỏ trước nha. Các em có là dưới cái ánh sáng đỏ thì vật màu đỏ vẫn có màu đỏ à, nên ta kết luận ở đây là vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ. Bây giờ tới cái màu xanh lục, được nè. Thì dưới ánh sáng đỏ, vật màu xanh lục có màu gần như là màu đen. Vậy màu xanh lục tán xạ kém với ánh sáng đỏ, được chưa nào? Những phần này, phần thí nghiệm thì giáo viên sẽ làm cho các em xem em nha. Thì cái vật màu xanh lục có màu gần như đen các em nhé. Vậy cái vật màu xanh lục tán xạ rất kém với ánh sáng đỏ. Tiếp tới màu đen em. Tới màu đen xong tới màu trắng em nhé. Thì dưới ánh sáng đỏ, vật màu đen vẫn có màu gì? Vẫn có màu đen. Vậy vật màu đen không tán xạ với ánh sáng đỏ, được chưa? Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy vật màu đen không tán xạ ánh sáng đỏ. Tới màu trắng nha. Dưới ánh sáng đỏ thì vật màu trắng thì có màu gì? Lại có màu đỏ các em nhé. Vậy màu trắng tán xạ tốt với ánh sáng đỏ, được chưa? Với ánh sáng đỏ, vật màu trắng lại có màu gì? Có màu đỏ. Đỏ. Vậy cái vật màu trắng tán xạ tốt với ánh sáng đỏ, được chưa?
Đang nghe. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần ví dụ game nhé. Phần ví dụ sau đó chúng ta sẽ tiến hành là trả lời câu C3. C3. Game ghi chép thì bấm dừng lại nha. Ok. Để thời gian ra. Về phần ví dụ nè. Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu xanh lục, ta thấy gần như là đây, gần như là đen. Vậy vật màu xanh lục tán xạ rất kém với ánh sáng đỏ. Thì nãy trong bốn cái phần đó thì thầy đã làm lần lượt là đỏ, xanh lục, đen và trắng cho em rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái câu C3 các em nhé. Như vậy thì cái câu C3, hãy rút ra các nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các cái vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng. Ha. Bây giờ chúng ta lại làm một lần nữa. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm với màu đỏ trước nhé. Được không nào? Như vậy dưới ánh sáng xanh lục thì vật màu đỏ là gần như màu gì? Màu đen. Thì vậy màu đỏ nó tán xạ rất kém với ánh sáng xanh, xanh lục. Em ghi thầy là dưới ánh sáng thầy ghi tắt nhé, xanh lục, vật màu đỏ có màu gì? Có màu đen. Vậy vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục. Tiếp, bây giờ tới màu xanh lục thì chắc chắn nó sẽ tán xạ tốt rồi. Thì chắc chắn là đây là dưới ánh sáng xanh lục vật màu xanh lục vẫn có màu gì? Vẫn có màu xanh lục. Vậy vật màu xanh lục thì ghi tắt đây ha, tán xạ tốt ánh sáng màu xanh lục. Ghi tắt một tí nha, ghi nhiều quá mỏi tay quá em ơi. Tiếp tục tới màu đen. Màu đen thì không tán xạ rồi ha, dưới ánh sáng xanh lục vật màu đen ha, vẫn có màu gì? Vẫn có màu đen. Vậy vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu xanh lục. Tiếp tới cái màu trắng nha. Nếu mà ánh sáng màu xanh lục, em đi tiếp, dưới ánh sáng xanh lục vật màu trắng thì thế nào? Có màu xanh, nhớ nha. Vậy vật màu trắng tán xạ tốt với cái ánh sáng xanh lục. Được chưa? Ok. Chúng ta sẽ đi sang phần 3 là phần kết luận game nhé. Phần 3 là phần kết luận. Ok. Ta đi sang ở cái phần ba la mã, cái phần này các em ghi vô không thầy? Vật màu nào thì tán xạ tốt với ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác? Vật màu trắng tán xạ tốt với tất cả các ánh sáng màu, vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu. Được chưa? Ta ghi thầy phần này vô. Ta đi sang phần vận dụng. Thầy sẽ trả lời các em câu C4, C5, C6 luôn nha. Câu C4 em.
Ban ngày lá cây ngoài đường thường có màu gì? Thì thường có ai cũng thấy được, có màu xanh. Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao? Tại vì có màu xanh là do tán xạ tốt với ánh sáng, sáng xanh trong cái chùm sáng của mặt trời. Nhưng mà trong màu ban đêm ấy, thì người ta sẽ thấy nó có màu gì? Màu đen. Vì nó có ánh sáng chiếu tới không? Không. Cái hiểu chưa nào? Ban ngày chưa? Thì cái lá cây thì nó có màu gì? Có màu xanh. À, đúng nào? Vì chúng tán xạ tốt với cái ánh sáng xanh trong cái chùm sáng trắng của mặt trời. Nên chúng ta thấy là cây có màu xanh, đúng không nào? Được chưa? Bây giờ trong đêm tối, không? Trong đêm tối thì có màu gì? Có màu đen. Có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng chẳng có gì để tán xạ. Nên ta thấy sẽ có màu đen là như vậy, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang câu C5 nhé. Ta có câu C5 các em. Đặt một cái tấm kính đỏ hay một mẩu giấy bóng kính đỏ trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại sao? Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta sẽ thấy màu gì? Tại sao? Thì phần này chúng ta có khả năng tự làm thí nghiệm được này. Ok. Như vậy thầy sẽ đọc lại rồi thầy sẽ trả lời từng câu nhé. Đặt một tấm kính đỏ hay là một cái mẩu giấy bóng kính đỏ trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính, nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy có màu gì em? Ta sẽ thấy cái tờ giấy nó sẽ có màu gì? Nó sẽ có màu đỏ, được chưa nào? Ý đầu tiên là ta thấy tờ giấy có màu đỏ. Ta giải thích này. Vì theo em, vì cái ánh sáng đỏ trong cái chùm sáng trắng nó truyền qua được cái tấm kính đỏ rồi chiếu vào cái tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ nên ánh sáng đỏ này lại truyền qua cái tấm kính đỏ theo chiều ngược lại vào mắt chúng ta. Vì thế nên là ta thì thấy cái tờ giấy màu đỏ, được chưa nào? Kem ghi này là cái ánh sáng đỏ trong cái chùm sáng trắng nó truyền qua đâu em? Truyền qua được cái tấm kính đỏ rồi chiếu vào cái tờ giấy trắng, được chưa nào? Sau đó cái tờ giấy trắng này nó lại tán xạ tốt với ánh sáng gì? Với ánh sáng đỏ. Và cái ánh sáng đỏ này lại truyền qua tấm kính. Lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại. Vào mắt ta. Đó nè. Đấy. Vì thế ta thấy cái tờ giấy màu đỏ.
Để chưa nào, tỷ giá màu đỏ. Tiếp tục em, người ta hỏi gì? Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta thấy có màu gì, tại sao? Nếu ta thay cái tờ giấy trắng, đây em ghi nè, nếu thay cái tờ giấy trắng bằng cái tờ giấy xanh thì ta sẽ thấy tờ giấy màu gì em? Đó chính là màu đen, được chưa nào? Thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đen, được chưa nào? Ở đây ta giải thích vì cái tờ giấy xanh nó tán xạ kém với ánh sáng đỏ, nhớ không thầy như vậy, vì cái tờ giấy xanh nó tán xạ kém với cái ánh sáng đỏ. Ok, đó chính là câu C5. Rồi ta đi sang câu cuối cùng là câu C6 em nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ đi sang câu C6 em, câu C6, câu cuối cùng ha. Người ta hỏi gì đây em? Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh? Ha? Thì trong các em biết rằng là trong cái chùm sáng trắng thì nó có mấy cái gam màu, đó chính là có 7 gam màu, và chúng ta đã được biết từ đỏ cho tới tím, cho đúng nào? Đấy, khi mà chúng ta đặt một cái vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy có màu đỏ, màu xanh thì thấy có màu xanh, ha? Được chưa nào? Tại vì nó tán xạ tốt với cái chùm ánh sáng trắng, được chưa nào? Tương tự như vậy đối với màu xanh cũng vậy nha. Ok, như vậy thì em ghi này là trong cái chùm sáng trắng có đủ các cái ánh sáng màu, được chưa nào? Khi đặt một vật, khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong cái chùm sáng trắng, được chưa nào? Thì chúng ta giải thích tương tự đối với màu xanh nha, tương tự với cái vật màu xanh thì chúng ta giải thích tương tự như thế. Ok, được chưa nào? Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Em ghi tại cái phần kết luận rất quan trọng ở đây vô, được chưa? Ta cũng đọc thầy có thể cái mục có thể em chưa biết nhé. Ok, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em bằng cái bài 56 nha. Chúc em học tốt, bye bye. Nhớ clip quảng cáo ủng hộ thầy, đăng ký kênh, nhóm người chuông em nha. Ok.